Hai cái vấn đề mà trong y học phương Đông mà tôi đề cập ở đây nó có hai cái ta gọi là can và thận. Can là thuộc mộc, thận là thuộc thủy. Và cái can này á, thì nó dính đến cái trà của anh Hoàng Anh Sướng. Xin nhà báo nổi tiếng Hoàng Anh Sướng với những tác phẩm gọi là những cuốn sách không thể bỏ qua, xin mời anh ạ. Anh đứng cho mọi người được chiêm ngưỡng. Đây là người đó, là anh đứng là một người là trà rất là độc đáo. Anh có nói gì vài lời về trà? Kính chào các bác, cô chú, anh chị và các bạn ạ. Hôm nay là một lời rất là vui được dự một buổi chia sẻ của bác sĩ Dương Minh Châu. Đây là thứ hai mà tôi may mắn được dự ở đây ạ. Thì hôm nay cái chủ đề mà tôi nghĩ rằng là bất kỳ một người Việt Nam nào và bất kỳ một người nào trên cái coi thế này đều quan tâm là thế nào để kéo dài cái số của mình ạ. Thì anh Châu đưa ra rất nhiều cái phương pháp ạ. Trong đó mà một phương pháp rất căn bản mà tôi nghĩ rằng bây giờ bất kỳ một người Việt Nam nào cũng quan tâm, đó là vấn đề là thế nào xử lý chất độc ạ. Thì thưa các bác, là hiện nay cái thức ăn mà chúng ta ăn hàng ngày ạ thì nhiễm độc quá nhiều. Và chính vì thế cái gan của chúng ta dù cái tiên thiên rất tốt ạ, nhưng mà nếu như trong vòng 5 năm, 10 năm mà chúng ta ăn nhiều cái thức ăn nhiễm độc ấy ạ, thì nó sẽ bị nhiễm độc và đương nhiên ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của chúng ta. Thì thưa các bác, và bản thân tôi là một nhà báo và tôi cũng rất quan tâm đến làm thế nào để mình giữ sức khỏe, để mình có thể làm việc được ạ. Thì tôi được rất nhiều các bác sĩ ở Đông Y và Tây Y thì đều khuyên một điều rằng là Sướng làm cách nào để có thể xử lý được cái hàng năm á, thải độc cái gan á. Để cho Sướng đúng không ạ? Vâng, thì khi mà cái gan của mình nó khỏe á, thì chắc chắn là chúng ta sức khỏe sẽ tốt ạ. Và chính vì thế mà tôi cũng được rất nhiều các bác sĩ tặng rất nhiều những cái thuốc giải độc hàng năm nhé. Thì rất may là khi được quen biết bác sĩ Trương Công Châu ạ, thì bác Châu đã tặng tôi một cái cặp đá trường gan nhé ạ. Và thưa các bác, là không có gì tuyệt vời bằng là mùa đông này ạ, mà trước khi đi ngủ mà mình trường nóng gan mình ạ, thì sẽ cho mình sức khỏe rất tốt. Và tôi nghĩ rằng đây cũng là một cái phương pháp rất tốt để chúng ta thải độc mà không lo là có những phản ứng phụ. Tại vì thú thực là thưa các bác, là tôi được tặng rất nhiều những thuốc giải độc, cả Đông Y, cả Tây Y, nhưng đôi khi mình uống mà mình vẫn cứ hoài nghi là không biết là mình uống cái này nó có phản ứng phụ không, rồi không hiểu là mình uống thường xuyên này thì nó ảnh hưởng nhiều đến gan không ạ. Nhưng tôi cam đoan rằng là cái phương pháp trường nóng bằng cái cặp đá của bác sĩ Dung Châu ạ, thì không có phản ứng phụ gì ạ. Và không có gì tuyệt vời bằng là mùa đông này ạ, mà chúng ta lại được trường nóng, thì chắc chắn là chúng ta sẽ có được một sức khỏe rất tốt. Dạ. Dạ, rất cảm ơn. Xin cảm ơn các bác. Mời nhà báo Hoàng Anh Sướng ở lại ạ. Dạ thưa quý vị ạ, trước khi để nói về cái nàm thạch cơ mà chúng ta sẽ ôm suốt mùa đông này, thì có lẽ là mời nhà báo nán lại một chút. Bởi vì nhà báo là cái người mà có một cái nơi trà đạo rất là nổi tiếng à. Nơi nhiều trí thức tham gia và dự những cái buổi tọa thiền cũng như là buổi trao đổi kinh nghiệm. Bây giờ nhà báo nán lại vài giây để nghe bác sĩ Dương Quang Châu chia sẻ cái vấn đề về trà. Mọi người nghe thêm thầy nói gì về trà nha. Rồi mời thầy. Xin cảm ơn các bạn. Trà hay cỡ nào và nhà báo sẽ được hiểu hơn nữa. Chắc có lẽ là ở đây xin mời ở đây thì nó có một cái điều như này, mà hãy mà đụng tới anh Sướng thì phải đụng với đến anh Lưu Trọng Văn. Là vì lý do là nó có một vấn đề rất là tế nhị thế này. Bây giờ anh Văn á, anh Văn là người bạn rất thân với anh Vũ, cà phê Trung Quyên. Mà ở Việt Nam chúng ta hai cái vấn đề á, mà để cho trưởng sinh ra mà cho tốt á, thì hai cái vấn đề lớn đó là trà và cà phê. Thì cái một cái điều á, là tại sao vậy? Bởi vì á, đối với Đông Y á, là trà là đặt vấn đề lớn nhất ở cái đất nước này. Vì mùa xuân màu xanh, mùa xuân màu xanh, rồi cái mầm của cái trà chính là thể hiện những cái căn mộc. Mà sự sinh tồn của con người là nhờ cái căn mộc. Sự trỗi dậy, cái activity mà của con người là nhờ căn mộc. Cho nên là trà là rất là cần thiết cho ở miền Bắc. Tại vì miền Bắc là nhâm quý thuộc thủy, nó là hàn lạnh,
thì nó cần phải có trà. Do đó cái người miền Bắc á là có một cái tập tính mà từ xưa tới nay, đó là sáng là dậy uống ly trà. Nhưng mà ở quê thì ta không uống ly trà mà ta chơi luôn một tô trà gì đó, trà xanh, ha, gọi là dùng thuốc lào làm một hơi cho căng lực, rồi uống một chén trà xanh tuyệt vời. Thì cái đó là nó nói lên cái sự mạnh mẽ mà cái người, mà cái sự tồn tại sinh trưởng của cái người miền Bắc. Do đó mà người ta mới có câu là bình minh nhất chén trà, đúng nhất chén trà, đúng không ạ? Chén trà, chén trà. Lương nghi bất đáo ra. Thì lên cái đó là mình thấy một cái điều là gì? Đó là cái đọt trà là nó thể hiện cái mộc. Mình giờ ai mà đi là đã đi qua phương Tây rồi đó, thì sẽ thấy là đầu xuân là thuộc về mộc. Thì cái cây là từ cái mùa đông nó khô cằn thì nó mọc cái mầm ra. Rồi cái mầm ra, rồi buổi sáng mình thấy mầm một chút xíu, 9 giờ nó bự ra như vậy, 10 giờ, 12 giờ nó ra lá, và tới chiều là nó sung sê hết rồi. Thì để nói cái sự mạnh mẽ của nó. Và mạnh mẽ của nó thì hồi nãy tôi nói cái lục tam tài là lo chặt đeo rồi đó. Thì trên đời có gì là dưới đất có nó, và có người có cái đó thì nó gọi là thuyết tam tài. Thì cái tiếng tam tài này đó là nó nói là sự mùa xuân thì là sinh ra, thì cái cây cối nó sinh ra như vậy, thì con người ta cái gì mà nó đâm chồi. Em nghe cái gì đâm chồi của người ta? Đó, móng tay. Rồi gì nữa? Rồi mọi người ăn cái đó. Cho nên đó là cái đó là cái Zinfus mà sáng mà nó phổ trội vậy, bởi vì sáng thuộc mùa xuân này. Cho nên á, là mấy bà mà muốn biết ông chồng mình á là có được khá hay không á, thì sáng thức dậy cứ lùa ngang một cái là biết này còn tốt hay không. Xin mọi người cho chàng vỗ tay cho những người đã uống trà, đang uống trà và sẽ uống trà. Ai mà chưa từng thưởng trà thì sắp là mời đến chỗ nhà báo Hoàng Anh Sướng ạ. Cho nên á, là uống trà là mục đích là cái đó. Nhưng mà cái tệ hại nhất mà người Bắc bây giờ bị ô nhiễm rồi, tức là sau khi á, mà giải phóng miền Nam á, mới đem cái cà phê ra đây. Sai rồi, cà phê là uống trong Nam, giống như trà nóng á, là uống ngoài Bắc, mà trà đá là uống trong Nam. Có mấy chuyện ôi trời ơi cái danh miền Nam này nó hư thế, nó uống trà đá. Nhưng mà thiệt ra là mấy ông Bắc mà vô trong Nam cũng uống trà đá như thế. Tại trong kia nó nóng là phải uống trà đá, ở đây phải uống trà nóng. Nhưng mà người Bắc thì uống trà là hạng nhất, nhưng mà uống cà phê là coi như tiêu. Vì sao tiêu thì cho mọi người biết ạ? Tại vì cái hộp cà phê mọi người nhìn nó hình dạng giống cái gì? Thấy cái trà thì nó giống cái kia của đàn ông, thì cái hạt cà phê thì nó giống cái nọ của đàn bà. Thì uống cái cà phê nó để nó giảm lại bớt cái háo hức, cái nóng bức ở trong Sài Gòn. Mà bây giờ tự nhiên là mình đang có một cái liều thuốc cực kỳ diệu, đó là trà, thì mình lại đi uống cà phê. Ê, mời anh Văn ý kiến về cà phê chút. Xin mời ạ, đây là nhà thơ Lưu Trọng Văn ạ. Thật ra là thế này, tức là buổi sáng á, là bọn tôi uống trà cho anh Sướng bên Trần Đăng Khoa, nhà thơ Trần Đăng Khoa bây giờ đang say sưa chụp hình đấy. Đang tác nghiệp. Thì câu chuyện đấy là rất là thú vị. Thật ra là bọn tôi có tới đây được tham dự cùng với các chị, các anh, các bác. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt
thập chỉ liên tâm